350m sắp bắt đầu. Chuẩn bị. Xuất phát. Đang dẫn đầu là số 1 Kim Long, kế đến là số 6 Cổ Cửu Long, số 4 Phi Lộc đang chạy theo sau. Bây giờ còn số 1 và số 4. Số 4 đang rượt theo rất nhanh. Giờ là 16, là 164. 614 qua mức là 461. Kết quả trận thứ tư của cuộc đua, số 4 Phi Lộc giáp số 6 Cổ Cửu Long. Anh hai, về nhà ăn cơm. Quốc nè, anh giàu to rồi, anh đã thắng 200 mấy đồng lận. Thêm 7 đồng chính cộng lại là 1000 mấy. Về nhanh đi, mua đồ ăn rồi nè. Đừng đùa, hôm nay anh hên lắm. Anh sẽ chơi thêm ván nữa. Này đừng chơi nữa. Được rồi, về trước đi, anh sẽ mua thêm đồ ăn về cho. Về sớm nhé. Nếu không, ba sẽ biết anh đi chơi cờ bạc đó. Được rồi, về đi. Nhìn gì nữa, trả tiền đi. Vé của anh có vấn đề. Vấn đề gì? Độ 4 mắt, theo tôi thì mắt anh có vấn đề thì có. Mai đi khám mắt đi. Anh tưởng tôi khùng mà. Đây là vé giả. Nè đừng nói bậy nha. Quốc ơi, cứu anh với Quốc. Chạy mau đi. Nè anh kia, đền tiền đi, đừng chạy. Anh hai, em ở đây. Chú cần có chuyện muốn nói với tụi bay. Anh trước sau thiếu chúng tôi 1.200 đồng. Mấy tháng không trả rồi. Hôm nay lại chơi trò vé giả. Anh biết rõ luật của anh ký rồi đó. Chơi vé giả thì chặt ngón tay. Hãy cho tôi một cơ hội. Tôi xin thề, từ nay về sau tôi không dám kiếm chuyện ở đây nữa. Xin bỏ qua cho tôi nhé. Tôi cũng muốn nói. Nói đi. Chú Cân, ba chúng tôi làm nghề thầu hàng. Gần đây thầu đến nỗi nội thương và ói máu. Vì cứu ba, anh em tôi thiếu nợ khắp nơi. Gần đây, chị tôi phải đi làm gái nhảy. Anh hai tôi làm vậy chỉ vì muốn cứu gia đình. Có chuyện đó à. Tôi thấy anh cũng thật thà và nghĩa khí. Ngồi đi. Nè, anh thiếu chúng tôi 1.200 đồng. Làm hư đồ đạc 2.000 đồng. Thuốc men cho các anh em 3.000 đồng. Thêm 3.000 tiền làm huề. Tổng cộng là 9.200 đồng. Giờ hẹn anh trong 10 ngày trả hết nợ. Tôi sẽ trả, nhất định sẽ trả. Nhìn mặt mày là biết thua hết tiền rồi.
Ngày mai là để đông rồi, lấy 200 đồng về đi. Về qua mùa đông vui vẻ với ba. Cảm ơn chú Cân. Chào cậu, chào chị. Châu nè, sao hôm nay về sớm thế? Hôm nay có một ông khách sợ bao hết. Tụi con đi ăn cơm. Bà đón xem vị khách đó là ai? Ai thế? Là anh Ký đó. Anh Ký à? Là Lý Gia Ký phải không? Là anh chứ ai? Chúng lớn rồi. Vậy cô về sớm làm gì vậy? Sao không đi chơi với anh? Không phải đâu, anh Ký có một người bạn Thái Lan mập lắm. Hắn chọn em đi chơi với hắn tối nay. Cũng may có anh Ký, anh nói ai phải về nhà qua lễ đông thì có thể về trước. Em thừa cơ trốn liền. Làm khó cho con quá. Anh Ký tặng đó hả? Không phải, là hộp đêm tặng. Đúng rồi, anh thiếu tiền cờ bạc một người bạn của anh Ký. Em hỏi xem có thể giúp anh không? Giúp ảnh nhé. Tối nay ảnh đâu có nói chuyện với chị. Lại không biết ảnh có nhớ chị không, làm sao dám hỏi người ta. Dũng à, con lại thiếu tiền cờ bạc nữa hả? Đâu có, con hứa là sẽ không cờ bạc nữa. Quốc à, qua giúp anh chặt con vịt này đi. Chuyện đó sao rồi? Người ta bán hàng lậu chuyên nghiệp đó. Còn chúng ta không biết gì hết, nguy hiểm lắm. Quốc, em cũng phải nghĩ đến ngón tay anh chứ. Và vì ba và chị nữa. Nè nè, các anh phải cẩn thận đó. Hai tên giữ hàng có súng đó. Thật ra để các anh đi một mình tôi không an tâm, nhưng lại sợ chúng nhận ra tôi. Nếu để ông chủ biết tôi phản bội thì nguy. Tôi tới gặp các anh cũng phải cẩn thận, rất cẩn thận đó. Sao đảm anh? Ông chủ kiếm anh. Dạ, chào anh Sa. Tôi không có trốn việc đâu. Mày lén lút ở đây làm gì hả? Định họp bàn với hai tên này ăn cắp vàng ông chủ hả? Anh Sa, anh đùa sao? Dĩ nhiên là đùa rồi. Anh tưởng anh là sao đảm thiệt hả? Đúng rồi, còn sao đảm anh mà. Cái tên này có nghĩa là lá gan nhỏ đó. Mới chút xíu đã run cầm cập, làm sao làm việc lớn được. Anh Sa nè, ăn nghiêu đi. Đừng khách sáo, tôi mời. Được, ăn đi. Nè, ăn gấp thế. Tại tôi thích món này mà. Thưa ông, để tôi xách cho. Xin lỗi cho tôi qua. Xin lỗi. Ông làm gì đó? Chuyện gì thế đại ca? Nè nhóc, cái hành lý đó là của tao. Cái này của tôi, cái đó của ông. Anh Bồi, anh nói xem, tôi với tên này, ai giống người giàu sang hơn? Tôi làm Bồi thôi, tôi không phải thầy bói. Tôi rõ ràng nhìn thấy hành lý này của ông mà. Đừng làm ầm lên thế, hãy quăng đến kìa. Đừng để ý chuyện nhỏ mà. Xin lỗi. Đứng yên. Để hành lý xuống. Tôi đang cầm cây súng giảm thanh. Không cẩn thận đó. Cả đám anh em tôi đông lắm mà. Không sao, súng tôi lẹ hơn mà. Ở đây có nhiều cảnh sát lắm. Ông không dám nổ súng đâu. Anh thử xem. Anh dám bước tới 4 bước,
Tôi nổ súng liền. Tôi không tin. Nè, ông gạt tôi. Ông nói là bước thứ tư mới bắn mà. Mới ba bước đã bắn. Ông không có uy tín. Ông mập, đứng yên. Tôi đã chỉ hai cây súng vào Mong Mong. Cất súng đi. Nếu không Mong Mong sẽ lủng lỗ. Cất đi. Tôi cất rồi đó. Anh có uy tín không vậy? Đây là cái chuyến du thuyền rất nổi tiếng. Ngồi du thuyền sao? Chúng tôi rất thích đi du lịch nên mới tới đây. Ngồi thuyền có say sóng không? Nghe người ta nói lần đầu đi dễ say sóng lắm. Yên tâm, không có chuyện đó đâu. Chỉ cần nhìn cảnh xung quanh là quên hết tất cả mọi chuyện. Đúng rồi. Nếu sóng ập tới, ta chỉ đảo qua đảo lại thôi. Không có sao đâu, yên tâm đi. Có chuyện mới gọi là đi chơi chứ. Nếu ăn đồ trên biển dễ ói lắm. Cho nên đừng ăn gì hết. Thật cô thật ngốc. Làm gì có chuyện đó. Vậy mọi người không ai dám ăn uống gì sao? Cô ăn vậy đủ rồi. Mau chuẩn bị xuất phát thôi. Chuẩn bị gì vậy? Đi du lịch à? Ừ, rồi sao? Đi mau, chết nè. Bọn nó kìa, chạy mau. Thưa ông có sao không? Thang máy không hoạt động, đi bên kia, chia ra hai ngã đi. Đuổi theo mau. Chị chạy không nổi nữa rồi. Cứu, cứu chị. Quốc, cứu chị mau. Quốc. Buông chị ấy ra. Các người cứ bắt tôi. Thả chị ấy ra. Thả ra. Xuống. Quốc, em đừng đi. Quốc. Quốc. Châu. Bọn chúc bắt Quốc đi rồi. Chắc phải nhờ anh Ký thôi. Quốc là em mình, sao lại nhờ người ta cứu? Không sao đâu, anh Ký sẽ giúp chúng ta, đúng không nào? Chào mừng quý khách. Tôi đến tìm anh Ký. Vâng, bên này. Xin
Xin hỏi anh Chí ở trong đó phải không? Tôi là gái anh gọi tới. Chí nè, nếu năm xưa không phải tao cứu mày thì mày đâu có ngày hôm nay. Vâng, chú Phạm là người nghĩa khí, từ nhỏ đã chăm sóc tôi lớn lên. Vậy sao không mau mời tao một ly? Tử lượng mày không bằng tao đâu. Về súng thì mày hơn tao, mày tự gọi là thần súng Lý A Ký. Mày đến Thái Lan xem, tao sẽ tìm cây súng liên thanh. Trong vòng 10 dặm tao sẽ bắn mày thành tổ ong. 10 thằng Lý A Ký cũng không tới gần tao được. Ô, người đẹp sao trễ vậy? Tránh ra. Cô em, không phải không làm sao? Có phải không muốn xa anh phải không? Làm duyên làm dáng hoài, uống hết ly này. Chú Phạm, ly này tôi kính chú. Giỏi lắm, nữa nào. Ly này tôi kính chú nữa. Anh Ký. Này, sao chị nói chuyện với nó mà không nói với anh? Anh không đẹp trai như nó phải không? Không, tại tôi sai rồi. Cô không sao chứ? Chuyện gì vậy? Tôi bị người ta chém. Xin lỗi anh Ký. Bình tĩnh đi. Cô cố ý tìm tôi phải không? Đại nhãn, mà gọi bác sĩ. Không sao đâu. Đừng sợ người đẹp, đứa nào làm vậy? Tôi sẽ sang Thái Lan, gửi một đội lính sang đây sang bằng chúng. Anh Ký, anh niệm tình chúng ta đều là người Triều Châu. Xin anh cứu em tôi. Theo tôi, chuyện này anh không nên can dự. Tụi nó ăn trộm hàng của đại ca Chu, theo lý là sai rồi. Anh Ký, đại ca Chu vừa đi vào tiệm đồ cổ. Người Triều Châu chúng ta ở Hồng Kông không phải nhiều, nhưng chúng ta rất đoàn kết nên mới có chỗ dung thân. Cô yên tâm, nếu có thể tôi sẽ giúp, dù sao cũng là đồng hương. Em của cổ thật nghĩa khí, dùng bản thân cứu chị mình. Chết đi uổng lắm, đúng không? Tôi đã từng gặp đại ca Chu ở bãi đầu xe. Có chút chuyện tôi không thể bỏ qua, lần này cũng như lần đó thôi. Tôi biết hắn không bỏ qua đâu. Được, chuyện này để tôi lo. Tôi sẽ cho hắn biết tay. Xem hắn có thể làm gì tôi. Anh Ký, chuyện thả người lớn thế. Hãy nói tôi không có ở đây. Chu đại ca không có ở đây. Tôi không làm chủ được. Những gì tôi nói, tôi sẽ không rút lại đâu. Số hàng đó tôi sẽ trả tiền. Từ nay có chuyện gì thì tìm tôi được rồi. Nhưng mà người thì tôi muốn anh thả ngay. Thể diện. Anh Ký, nể mặt anh, tôi thả ngay. Nè, nể mặt tôi chứ không phải hắn. Nhưng nếu nể mặt anh, ông chủ tôi sẽ ra sao? Đừng làm khó đàn em này chứ. 3 ngày nữa, đại ca sẽ về. Vậy hai người cứ bàn với nhau đi. Nói đùa hả? 2-3 ngày nữa thì cá cũng cắn câu rồi. Tôi đang lái xe tới chỗ anh đó. 15 phút sau, anh hãy đưa hắn ra cổng. Chửi hắn, chửi dữ vào. Anh Ký, anh tưởng anh có thể làm gì thì làm hả? Đại ca nói không thả là không thả. À không phải, là tôi nói không thả người. Đại ca Chu, tôi biết ông đang nghe mà. Ông mặt mày khó coi, đầu lại chọc lóc. Chẳng có chút khí thế của đại ca. Không tin hả? Thử bật đèn lên xem. Thử xem, nếu không thả người, ông sẽ gánh hậu quả đó.
như lạnh lắm. Lạnh không? Uống ly cà phê nóng đi. Còn 10 phút. Đánh hết sức đi. Các anh chị ngồi chờ một lát nha. Chuyện này không thể không nhịn. Nhưng đại ca, tôi đã gọi điện. Chu đại ca phải nể mặt chứ. Chu đại ca phải dằn mặt một chút mới được. Loại người này phải cho hai bạt tay thì hắn mới chịu tỉnh. Cảm ơn anh. Tạm biệt. Anh Ký. Bị đánh dữ lắm hả? Đại nhãn, gọi bác sĩ. Vâng. Dìu ảnh qua đây. Cẩn thận. Nó câm mà. Không, không phải đâu. Nó bị Chu đại ca bỏ thuốc lá vào miệng. Anh an tâm nghỉ ngơi đi. Tiền không thành vấn đề. Khỏe là được. Nếu thích thì từ nay theo tôi. Anh Ký, không sao đâu. Nó vui quá đó mà. Quốc à. Nè, anh Ký họp xong rồi, chuẩn bị đi. Anh Ký. Phải thành khẩn một chút. Anh Ký à, tên tôi là anh Hùng, là bạn của anh. Rất là vinh hạnh khi được làm cho anh. Cũng giống như họ vậy. Rất vui. Đại ca. Không. Đại ký ca. Anh Ký. Tôi tên Hùng. Hùng. Rất hoan nghênh anh. Anh Ký, tôi rất mừng vì có thể theo anh. Không, là tôi rất vui. À, không phải. Học hỏi là anh rất vui. Anh rất vui. Anh Ký. Tôi rất vui. Cảm ơn. Cứ theo chú Cân học hỏi đi. Chết rồi. Anh có chết thì chết một mình. Đừng liên lụy anh em tôi. Là anh em tôi giới thiệu anh. Anh làm mất mặt quá. Anh cũng biết mũi tôi có vấn đề mà. Thời tiết đã làm cho nó như thế. Anh nói lại với anh Ký giùm đi. Anh Ký chứ không phải anh Kỳ. Quốc. Đừng vậy mà. Anh Ký là người nổi tiếng. Không để ý đâu. Tôi thật vô dụng. Nhẹ lúc này lại hắt hơi. Anh Ký chắc chắn giận lắm. Tôi thấy ảnh che mặt lại. Bắn ngay mặt. Mất vệ sinh lắm. Không sao đâu. Tôi sẽ mất hết tiền đồ thôi. Nè, lát nữa hai đứa theo tôi đi thu tiền. Tôi đi nữa à? Đúng vậy. Nhớ lấy. Muốn thu tiền thì phải làm mặt dữ.
Nhưng chúng ta chỉ cần tiền. Nếu không cần thiết thì đừng làm ai bị thương. Anh Hùng, anh qua thu tiền của Sa Mạc Phi. Tôi đi một mình nè. Anh thử đi xem. Trả tiền đi. Muốn chùa sao? Bắt tao trả tiền hả? Tao đến thu tiền đó. Thu tiền nợ lâu của mày. Không có. Tôi không có thật. Anh có giỏi thì giết tôi đi. Không có hả? Sa Mạc Phi, tôi cho anh hay. Tôi là sát thủ giết người không chớp mắt. Sa đảm anh. Anh ơi, ra đây mau, có người muốn giết em. Anh ơi, anh Sa Đảm Anh này muốn giết em. Chào các anh, đây là em của anh đó à. Nó thiếu tiền anh ký, chúng tôi mấy tháng rồi. Anh là người văn minh, anh nói thử xem. Anh nói nên trả tiền không? Nó thì không có tiền đâu. Sa Đảm Anh nổi danh giết người phải không? Vậy thì giết đi. Giết đi. Xin lỗi anh. Mũi tôi là vậy đó. Xin lỗi nha. Chuyện gì vậy, anh Hùng? Hắn nói muốn thu tiền thì giết Sa Mạc Phi. Thế nào rồi? Anh có phải do đại ca Chu gọi tới chơi chúng tôi không? Sao lại nói thế chú Cân? Tôi chỉ vào uống nước thôi. Vừa rồi tôi đùa chút đó mà. Chỉ vậy thôi mà đái ra quần. Trong tủ tôi có 300-400 đồng. Anh cứ lấy. Chị cơ. Anh ký. Chị cơ. Anh có thể cho anh Hùng một cơ hội nữa không? Đó là do trời sinh. Anh Hùng không hợp với nghề này đâu. Cho dù cố gắng cũng không làm được. Nhân lúc trẻ hãy đi học nghề nào đó. Quốc, cậu thì khác. Nếu cố gắng, cậu sẽ thành công. Lần giao dịch này là một cái bẫy. Tôi đoán Chu đại ca muốn giết tôi. Quốc, lần này cậu sẽ học hỏi được nhiều đó. Lục, chuẩn bị đi. Dũng, giúp Lục một tay. Anh ở bên ngoài tiếp ứng. Đây là 100 triệu, cẩn thận đấy. Anh ký, anh không đi sao? Sao lại không đi? Anh em muốn học hỏi nhiều. Được rồi, tôi sẽ đợi trên tàu. Xong việc tôi đãi mọi người một chầu. Uống thỏa thích, không sai không về. Được rồi, đi. Thank you.
Quốc, cái hành lý này tôi sẽ giữ. Dù sao tôi cũng lo việc chủ động. Đến đây rồi thì phải tùy cơ ứng biến. Đúng, phải tùy cơ ứng biến. Anh hai, em nghĩ ở bên trong chỉ cần em và Đại Nhãn là đủ rồi. Anh giống người không có nghĩa khí vậy sao? Vậy được rồi. Đi trước đi, tôi không thích nói nhiều. Tôi cũng không thích nói nhiều. Xin mời vào. Cần tôi đi xem thử không? Không cần đâu. Chúng tôi là Dũng và Quốc. Chúng tôi thật may thay mặt anh Chí đến đây. Tôi hẹn Lý A Ký mà, sao hắn không tới? Xin lỗi ông, anh Ký không được khỏe. Mới sáng nay anh Ký bị sốt, vừa chóng mặt, vừa muốn ói, nên tôi đến đây nói xin lỗi. Nếu không có chuyện gì, cứ nói với tôi là được. À, ba người cũng được. Tiền đem tới chưa? Ở đây. Nhưng anh Ký nói là đến, nhưng không đến. Vậy thì vụ buôn bán này coi như bất thành. Chúng tôi có đem tiền, tại sao ông không chịu, chẳng lẽ không muốn làm ăn nữa? Anh không đủ tư cách nói chuyện với tôi. Tôi sẽ viết lá thư để anh đem về. Lý A Ký nhìn thấy sẽ hiểu. Chuyện gì vậy? Này, nguy hiểm đó. Là người nhà, đừng nổ súng. Cái hành lý chết rồi. Sao chứ?
anh ký, là anh ký đó. Ra đi. Dũng à, tôi đã kêu anh ở bên ngoài, sao anh lại vào, lại cầm theo hành lý? Anh giỏi rồi đó, bây giờ ai cũng bị thương, anh vui lắm phải không? Quốc cũng không biết còn sống hay đã chết. Cả đời cũng như vậy, không chịu suy nghĩ. Muốn thể hiện mình thì cần nỗ lực nhiều. Với tính cách của anh, trước sau gì cũng gặp chuyện. Anh còn không sửa đổi thì ở đây không có chỗ cho anh đâu. Bác sĩ Hồ, cậu ấy sao rồi? Không sao đâu, đã qua giai đoạn nguy hiểm. Cảm ơn bác sĩ. Anh Ký, em đã giữ được hành lý của anh. Tôi biết. Bác sĩ nói anh rất khỏe, nên vết thương sẽ mau lành thôi. 5 năm trước, tôi đã từng trúng 2 viên đạn chỗ này nè. Nhưng tôi vẫn sống khỏe mạnh đến giờ. Lúc trúng đạn, anh đã nghĩ gì? Không có gì. Em chỉ nghĩ là mình chưa có vợ. Chết sớm như vậy, uổng quá. Chú Phạm. Đi học ba. Cảm ơn. Thưa ông, ông phải mặc áo vest, thắt cà vạt mới được vào. Thế thì đưa cà vạt cho tôi mau. Nhưng mà đưa mau. Vậy thì vào được chứ gì. Tôi tìm anh mấy tuần rồi, anh lại chơi tôi mấy tuần nữa. Gọi điện đến công ty anh thì nói một lát, chờ ở cổng thì nói đi rồi. Tới nhà anh thì nói đi Brazil. Cố gắng lắm mới biết anh đang ăn bít tết ở đây. Vào đến cửa thì lại bị làm khó. Anh chơi tôi dữ quá đó. Anh hay lắm. Thưa ông dùng gì? Không ăn gì hết. Tôi mới ăn tô mì thịt bò ở ngoài rồi. Tôi hồi nãy đã cố chặn nhưng không được. Anh hãy giúp tôi coi chừng anh ta. Nếu cần tôi sẽ ra tay. Bây giờ tôi chính thức cho anh hay, cảnh sát quốc tế đã ra lệnh cấm, phải bắt cho kỳ được tên buôn lậu Phạm Thiết Đầu. Chính là bạn thân của anh đó. Tôi mong anh hợp tác, giao hắn cho tôi. Vì vụ này là do tôi hoàn toàn quyết định. Xem ra gián điệp của anh đã săn tin rồi.
Xem ra anh còn chưa biết tôi là ai. Tên tôi là Thiết Sẻn, thích nhất là xúc cát đó. Sếp Trương, hay là chúng ta làm bạn đi. Tôi rất thích kết bạn, nhưng không phải loại bạn như anh. Tôi cũng biết là anh rất nổi tiếng. Anh đã ra trường 8 năm. Theo tôi biết, anh chưa từng lên chức. Anh cũng rất giỏi. Có 12 ông sếp phê bình anh, nói là anh không hề hợp tác. Năm ngoái, ông Sima Fu nói anh bị thần kinh và viết giấy kêu anh đi kiểm tra. Sếp Trương, không biết tôi nói có đúng không? Chuyện đó mắc mớ gì anh? Tụi nó muốn loại trừ tôi vì tôi không nhận hối lộ. Bệnh viện tâm thần nói tôi vẫn bình thường đó. Đồ điên. Tôi cũng biết rõ về anh mà. Anh buôn lậu, bán ma túy, cho vay. Anh ngoài mặt là người lương thiện nhưng thật ra là đại ca xã hội đen. Ông Ký, ông này làm phiền ông phải không? Thưa ông, đây là nơi sang trọng. Nếu ông còn làm mồm, tôi sẽ gọi cảnh sát. Ông im đi, cảnh sát là tôi nè. Được, anh hay lắm. Còn ông thì hay hơn nữa. Nơi sang trọng. Thắt cà vạt thì là người văn hóa hả? Người văn hóa, anh mà không giao hắn ra thì chuẩn bị ngồi tù đi. Vậy sao? Để tôi xem lại. Nhìn cái gì? Anh Ký. Cái thằng điên này muốn lên chức đó mà. Ông chủ, mời vào. Chú Phạm khỏe chứ? Ký nè, nơi này nguy hiểm lắm. Anh tới làm gì? Đây là món mà anh thích đó. Anh vừa tới cửa là tôi ngửi thấy rồi. Những thứ này độc lắm, không hợp với tôi đâu. Anh từ khi nào lại sợ vợ thế? Hút một điếu đi. Anh tốt thật. Lúc này mà còn dám thăm tôi. Ký nè, xưa nay tôi đối đãi bạn bè đâu tệ. Không tính toán tiền nong. Giúp được thì giúp. Vậy mà chúng đối xử với tôi như vậy nè. Tức thật. Nghe tin tôi gặp chuyện thì anh biết đó. Tôi hay xạo đó mà. Thế mà tới già tôi lại bị như vậy nè. Chú Phạm. Chuyện gì? À, xin lỗi. Anh có biết thứ này rất độc với người bệnh không? Anh có nguy cơ tăng huyết áp đó. Có thể sẽ bị bể mạch máu. Có nghiêm trọng vậy không? Chị à, đây là đại ca chúng tôi.
Đại ca hả? Anh có biết anh không thể hút thuốc không? Vậy mà anh còn cho anh hút thuốc, lại làm anh ho như vậy, có phải anh muốn anh chết không? Tôi mong là anh không có lần sau. Cô này là em gái của thằng Hùng đó mà. Cô ấy có đáng tin không? Cô ấy chơi với Dũng và Quốc từ nhỏ. Là bạn gái sao? Bạn bình thường thôi. Anh Hùng đến trễ vậy. Làm việc bảo trì khó lắm sao? Người ta vừa nghe tôi làm bảo trì thì coi mình như là ăn mày vậy. Chào chú Hùng. Nghĩ lại thấy ngu thật. Tự nhiên hắt hơi vào mặt anh ký. Thu tiền thì thất bại, nhưng giờ thì khác đó. Tôi lớn gan hơn xưa rồi. Tôi đã mở một nhà xe chuyên chuyển đổi xe đi qua đi lại. Anh không tin hả? Mở cho anh xem. Tôi không tin đó. Đến đây thì cho anh xem. Nhìn nè. Được, tôi sẽ xem. Xem nè. Giỏi lắm, hay lắm. Không sao, chẳng bị sao cả. Bảo à, anh chỉ đùa với em thôi. Đùa cái gì? Anh coi tôi là gì hả? Anh Dũng, xin anh tôn trọng tôi một chút. Tôi và anh chỉ là bạn bình thường thôi. Em à, anh Dũng thích em thật đó. Em ghét ảnh sao? Em không thích ảnh chút nào. Buổi xấu trai lại nói chuyện khó nghe. Tưởng mình hay lắm không bằng. Trưởng tài lắm sao? Suốt ngày cười hoài. Thật ra hắn là người xấu chứ có tốt gì. Anh Dũng, anh nói cô y tá sẽ tới mà. Sẽ tới thôi, con gái phải trang điểm đấy mà. Phải đi gặp anh Ký thôi. Chỉnh lại cho đẹp nào. Anh Ký, cảm ơn anh nhé. Anh đã chăm sóc cho thằng Quốc và thằng Dũng.
Lại cho con Châu làm quản gia của anh. Quản gia. Cả nhà tôi phải cảm ơn anh nhiều lắm. Đi nào. Bảo, sao trễ vậy? Vừa mới hết ca mà. Anh Ký đang đợi đó. Anh Ký nói hôm nay phải mời cho được em. Anh ở bên kia. Anh Ký, còn nhớ ghi tá đó không? Mà anh Hùng biểu mẹ, cho hộ sĩ đó người hài dân. Cô ấy đợi tôi giới thiệu với anh đó. Thầy yêu tôi đi. Cô ấy đâu? Bên đó. Ký. Hôm nay có nhiều người không tới, tôi kiểm tra rồi. Thì ra là qua bên chú đại ca họ. Cố ý chọc mình, muốn mình giao chú Phạm. Nghe nói Hồng Gia cũng tới. Họp mau lên. Vâng. Bọn chú đại ca dám lôi cả ông Hồng vào chuyện này nữa. Chúng hẹn tôi ngày mai tới họp. Tại sao nhỉ? Xem ra ngày mai bị chơi rồi. Nếu cần thì giao chú Phạm cho chúng. Anh thật là người nhiều thì phải sợ sao? Làm xã hội đen cũng phải nói tới lý lẽ. Có lý thì thắng. Người nhiều thì được gì? Cùng lắm thì chơi tới cùng. Được rồi, tôi đứng ra làm huệ cho. Chú Hồng, tên bán ma túy của Thái Lan và Phạm Thiết Đầu có thù với nhau. Trả tới 500.000 để giết hắn. Đòi mình giao người. Nếu không thì không giao cho mình bán ma túy. Nhưng giờ anh Ký là bao che cho hắn. Chúng tôi gặp hắn để nói chuyện. Hắn nói có chuyện gì nghiêm trọng đâu. Nếu như không thể nhập ma túy thì tụi này ăn gì đây? Anh Ký, anh nuôi hết chúng tôi phải không? Nếu chưa tới chân thì chưa chịu nhảy. Anh Ký đâu có bán ma túy. Việc kinh doanh của tôi với Thái Lan cũng bị cắt lâu rồi. Anh Ký lại đùa rồi. Chuyện kinh doanh cỏn con đó làm gì anh chịu làm? Anh nói gì vậy, làm kinh doanh nhỏ cũng quan trọng lắm đó. Vậy à, đành nhờ chú Hồng làm chủ thôi. Anh Ký chỉ chịu nghe chú nói thôi. Ký này là cậu sai rồi. Tôi sai à. Tới bây giờ tôi vẫn kiên trì vì cái gì? Cũng chỉ vì trả ơn cứu mạng của chú Phạm. Vào lúc tôi khó khăn nhất, chú Phạm đã giúp tôi vô điều kiện. Chẳng lẽ hôm nay chú gặp nạn, tôi lại
chú ấy tin tôi, giao tính mạng cho tôi. Nếu tôi phản bội, Lý A Ký tôi là cái thái gì nữa? Trước mặt quan công tôi đâu có còn mặt mũi nào. Đúng, có nghĩa khí là đúng. Đối với buôn bán, các anh là người mua, Thái Lan là nguồn hàng. Không bán hàng cho chúng ta thì chúng chết đói. Chúng cũng không chịu được lâu đâu. Chu đại ca và tôi có chút thù oán, nên anh ấy luôn kiếm chuyện. Từ nãy chú Hồng nên bỏ qua. Nhưng từ nay ai đụng đến chú Phạm, tôi thề trước quan nhị ca sẽ lấy mạng hắn. Hai người thôi đi, để tôi làm chủ cho. Chúng ta cần nhất là đoàn kết. A Ký có nghĩa khí là đúng. Còn các anh làm ăn cần tiền cũng đúng. Mẹ nó, không biết ông sẽ giúp bên nào đây. Anh Ký, hồi nãy anh oai ghê. Anh nói đến nỗi họ im hết. Xem ra tôi còn học hỏi anh nhiều. Bảo đó, nghe chuyện của anh thì nó lại cười. Xem ra tôi phải làm mai cho nó rồi. Anh nói xong chưa? Lúc tôi nói chuyện, anh nói leo làm gì? Tôi muốn giúp anh. Anh nói kinh doanh nhỏ cũng quan trọng là ý gì? Anh muốn chú Phạm chết hả? Vào lúc đó anh lại nói mâu thuẫn của tôi, làm cho người khác nghĩ chúng ta không đoàn kết. Từ đó họ sẽ chơi tôi. Không dữ vậy đâu. Anh cứu giảng được mà. Anh chỉ biết nịnh thì không được đâu. Lần trước đã nói anh rồi, anh không chịu sửa lại tồi tệ hơn. Từ ngày mai anh hãy ra quán bar làm. Không có gì thì đừng làm phiền tôi. Ba, uống thêm ly này thôi, đừng uống nữa nha. Này, uống trà. Tôi cố ý làm ly đặc biệt cho anh đó. Nhìn cái gì vậy? Nhìn mặt anh kìa. Lại bị đánh hả? Nếu bị đánh thì mắt phải đỏ chứ. Tại đá banh đó. Tôi tưởng chiến tích anh hùng chứ. Nè, nếu không phải tại vụ thu tiền, không có hắt hơi lên mặt anh Ký, bây giờ tôi với anh đã sống chết với nhau. Chuyện lần đó tôi sẽ coi chừng cái hành lý cho anh. Vậy thì sao ai lấy được? Uống trà đi. Đúng rồi, quốc nè. Với địa vị anh bây giờ, anh chỉ cần nói với anh Ký một tiếng, cho tôi một cơ hội đi. Tôi giờ khác xưa rồi. Tôi khỏe hơn và gan cũng lớn hơn. Từ trước tôi ở sân thượng pha trò nữa. Hùng, lâu rồi không gặp. Sao rồi? Lần này không bị mắt sưng, hắt hơi chứ. Sao thế? Nói đùa thôi. Tôi cần nói chuyện với em tôi một lúc. Quốc à, qua đây. Ba, chào ba, ba khỏe chứ? Anh nguy rồi. Anh phải đi Thượng Thủy 3 tuần. Ngày nào cũng nhặt phân bò. Anh chỉ muốn chết cho rảnh nợ. Anh hai, đừng như vậy. Đợi anh Ký bớt giận, em sẽ nói giúp anh. Anh sẽ lại qua lại. Không đâu. Anh không thích anh. Không thể nào, anh Ký đâu phải người như thế.
Em thì cứ nói giúp ảnh, ảnh chiếu cố em quá mà. Ảnh đối xử với ai cũng vậy thôi. Ba nói, Quốc à, chúng ta là hai anh em. Nếu sau này anh với anh Ký có chuyện gì, em sẽ giúp ai? Em nghĩ không nghiêm trọng vậy đâu. Vậy là em giúp hắn, em không nói thế. Vậy là giúp anh. Anh hai, là người nhà thì đừng nói nhiều. Đây là 250.000. Cảm ơn. Chào anh bạn. Này, có cái máy này. Đồ xịn đó. Cho anh. Tôi vào thăm chú Phạm đây. Tiểu huynh đệ, tôi rất cảm kích cậu. Làm tôi tự tin trở lại, trẻ lại như xưa. Tôi đã giúp gì? Anh đem quyển sách này cho tôi. Tôi vui lắm. Tôi bệnh lâu rồi, không vui như vậy. Tôi tưởng là hết rồi chứ. Để tôi xem ông còn sức không. Tiểu tử, để ta cho mày xem. Xem kỹ đó nha. Thế nào? Được chứ? Lì hay ba? Anh Ký. Huế. Alo. Lão Lưu à. Ông Lưu đó hả? À, đúng rồi. Tôi cần kiểm tra hộ chiếu tên Dũng. Tôi biết rồi. Tôi biết mà. Tôi sẽ giữ bí mật. Được. Tôi đợi anh. Chị Cơ. Anh Ký. Nguy rồi. Chuyện gì? Các anh không biết sao? Tôi nghe tin chú Phạm bị giết rồi.
Anh biết khi nào? Lúc tôi về, đài đưa tin đó. Tôi cũng nghe rồi, nhưng không nói tên người chết và hiện trường. Tôi chỉ đoán thôi. Alo, tôi đây. Tôi biết rồi, cảm ơn. Phạm Sư là sao đó? Anh đã giết chú Phạm phải không? Tôi giết à? Anh ký, lúc này ai cũng muốn giết chú Phạm. Anh sao lại nghi ngờ tôi? Đúng như tôi nghĩ, anh không thích tôi. Tên Xanh hắn trả 500 ngàn giết chú Phạm. Theo lý thì lấy 1/3 trước, nhưng theo tính anh thì lấy một nửa trước. Tôi kiểm tra rồi, anh đã gửi ngân hàng 250 ngàn. Nếu không nhận tôi sẽ giết tại chỗ. Đúng, tôi làm đó, nhưng không phải vì tiền. Tôi có thể chia hết tiền cho mọi người. Tôi làm vậy cũng chỉ vì anh. Chú Phạm không chết thì mình khó sống. Vì thế tôi đã giết chết ông. Bây giờ chúng ta khỏe rồi, phải không? Anh Ký, tôi không có làm sai. Tôi không muốn nghe anh biện bạch. Anh Ký, Lục, còn chờ gì nữa? Khoan, anh Ký, nếu muốn giết ảnh thì giết em trước đi. Chỗ này không có chuyện của cậu. Tôi đã thề trước mặt quan công, ai đụng đến chú Phạm tôi giết người đó. Em biết ảnh sai, nhưng với quan hệ với em và ảnh, tôi không thể đứng nhìn ảnh bị giết. Anh dạy xem, em làm sao dám gặp chú khác? Nói là vừa mất con sao? Em không thể nói dối. Dũng đã phản bội tôi, nếu tôi không giết nó, ai phục tôi? Cậu dạy tôi đi. Cậu nghĩ đi, người như vậy có đáng cho cậu không? Đại Nhãn không chịu ngồi ghế của tôi, nên tôi định cho cậu. Nếu cậu còn lo chuyện này, tôi sẽ giết cậu. Em là người thế nào thì anh đã rõ. Em sẽ giúp anh Dũng. Hai đứa mày cút đi, ta không muốn nhìn thấy nữa. Xéo. Anh Ký, em có lỗi với anh. Sau này nếu anh cần tôi giúp, tôi sẽ cố hết sức. Xéo ngay. Xin chào. Tôi rất thích hai anh em cậu. Nếu muốn các anh cứ tới chỗ tôi.
Anh hai, là anh hẹn ổng hả? Uống nước đi. Tôi tính vậy nè, đưa ngựa sẽ giao cho các cậu. Các anh sẽ chiếm 3 phần. Mỗi tháng chỗ đó cũng có 3, 4, 5 vạn thu nhập đó. Tôi không có phản bội anh Ký đâu. Tôi quyết định làm người đàng hoàng. Anh hai, chúng ta đi. Quốc à, đứng lại. Vậy nhé. Thằng dù thì dù sao vẫn chứa dầu. Một ngày là xã hội đen thì mãi mãi vẫn là xã hội đen. Nhìn thấy độ anh, xem ra anh không thích tôi. Vậy là đối địch với tôi rồi. Anh thật quá đáng. Từ nhỏ tới lớn em luôn giúp anh. Lần nào bị người ta đánh, vì bảo vệ anh, em luôn đứng về phía anh. Em đã có lỗi với anh Ký, em vẫn còn chịu đi theo anh. Vậy mà anh lại phản bội em, anh còn là người không? Ô mèo quá, tao nhịn mày đủ rồi. Mày đừng có ý rằng được Lý Gia Ký chiếu cố mà dạy đời tao. Tao là anh mày, không phải là em mày. Còn nữa, tao giới thiệu Bảo cho anh Ký. Mày nói tao nịn. Còn bây giờ trước mặt người ta làm tao mất mặt. Mày còn coi tao là anh không hả? Em không muốn ở trước mặt mọi người nói xấu anh. Hôm nay nếu em ra khỏi tiệm này, có thể sẽ chết. Anh hai, hãy nghĩ kỹ đi. Anh không theo em ra khỏi đây thì mình không còn là anh em nữa. Dừng lại. Phiền anh một chút. Bà biết thằng Dũng lúc đầu là người phản bội rồi. Tôi còn nhớ lúc anh Ký đuổi tôi đi, ảnh còn đạp tôi một cái. Ảnh cười tôi, nói tôi sợ chết. Lúc tôi hắt hơi, ảnh cười tôi quá trời. Quốc, chết rồi, chạy mau đi. Là thằng Dũng, nó đang lên đây. Chạy nhanh lên, trốn ở phòng máy. Này, tôi không gọi thì đừng ra nha. Chào cậu Hùng,
Chuyện gì vậy, anh Dũng? Xin lỗi. Mời vào ngồi. Không khỏe à? Không khỏe hả? Tôi bị sốt. Tôi bị sốt. Tôi chỉ biết cậu bị sốt mới đến thăm cậu. Tôi biết cậu không khỏe nên tới thăm. Sao lạnh? Sao run vậy? Cậu không thấy tôi cầm băng đai không? Tôi đang dùng đá trùm đầu mà. Sao cậu định rồi? Cậu bệnh, bạn gái không tới thăm sao? Không, cậu đi xa rồi. Tối vậy còn có người tới chơi sao? Không có. Vậy hả? Vậy sao trong bếp có hai đôi chén đũa vậy? Có phải quốc đang ở đây không? Tôi chẳng hiểu anh nói gì. Tôi ở một mình mà. Nên một hay hai ngày không rửa chén là chuyện thường. Có gì lạ đâu. Mày giỏi hơn xưa đó. Nãy giờ không có nói chuyện cà lâm. Cũng không có hắt hơi. Giỏi lắm. Nói mà. Nói. Thằng Quốc ở đâu? Tôi không biết. Tao cho mày ba cơ hội. Ở đâu? Không biết. Ở đâu? Ở đâu? Không nói hả? Hey, anh đừng cãi nữa, tôi làm chủ cho. Chúng ta phải có nghĩa khí. Chúng ta cần tiền, chém giết có lợi gì? Đây, bắt tay đi. Có ân oán gì từ nay bỏ hết. Chú Hồng, nếu có người bội tính thì phải làm sao? Ai bội tính, tôi đảm bảo Hồng Kông sẽ không có chỗ cho hắn. Trừ phi tôi chết thôi. Anh Ký, anh Dũng dám làm chuyện này. Tôi nghĩ tôi không làm quản gia nữa. Chuyện đó đâu phải tại cô, cũng đâu phải tại Quốc. Nếu cô đi luôn, ai trong nhà cho tôi? Tôi quan trọng vậy sao? Anh muốn tôi ở lại thật à? Anh Ký, bánh nè.
Tôi có thể ở bên cạnh anh là tôi đã mãn nguyện lắm rồi. Vậy thì tốt rồi. Là bánh nhân đào, em cố ý mua cho anh đó. Giỏi thiệt. Thơm ghê. Châu ơi, ăn chung đi. Vâng, tôi tới liền. Tới ngay. Tới ngay. Anh Quốc. Anh Quốc. Quốc ơi, anh Ký tới nè. Chị Cơ. Anh Ký. Mà hỏi chơi được. Chị Cơ, chơi. Chơi chủ chủ đây. Chúc mừng anh nhé. Chúc mừng Bảo giùm em luôn. Bây giờ mình đã là họ hàng rồi. Anh Ký, tôi cảm thấy rất vinh hạnh. Lúc trước tôi sai rồi. Bây giờ mới phát hiện anh nghĩa khí lắm. Anh đã cứu thằng Quốc. Anh sẽ là bạn của tôi. Sau này hãy đến giúp tôi. Anh Ký về sớm vậy. Ngủ ngon. Chào. Anh đi cẩn thận. Anh Ký đã chọn tôi. Là một chuyện vui. Một là chuyện buồn. Theo tôi hai chuyện đều buồn. Tôi sẽ quậy bữa kết hôn. Tặng một món quà lớn cả hắn cũng đoán không ra. Gọi điện cho Mã Lai đi. Vâng. Tóm cho tôi hai tay súng giỏi về đây. Hôm nay tôi thay Chúa làm chủ hôn cuộc hôn nhân này. Hai người phải thề trước Chúa và trả lời câu hỏi của Ngài. Lý Gia Ký, anh có đồng ý lấy cô Bảo làm vợ không?
tôi đồng ý. Lưu Bảo Nhi, cô có đồng ý lấy anh Lý An Ký làm chồng không? Tôi đồng ý. Chờ tôi nhé. Không ngờ anh lại tới. Lý A Ký, chúc mừng anh. Tôi bị điều đi chỗ khác rồi. Tôi sẽ không làm phiền anh nữa. Nhưng sẽ có ngày tôi trở về. Lúc đó tôi sẽ bắt anh. Hôm nay là ngày vui của tôi. Anh nói chuyện vậy sao? Tôi cố ý tới đây nói đó. Dù sao cũng không sợ anh đánh tôi. Anh Ký, qua nói chuyện với bạn em nè. Cảm ơn các bạn. Cảm ơn các bạn đã tới. Anh hôm nay đẹp quá. Ha ha ha.